phải em. Ủa thế Loan là em nào? À, cái ông mà bữa thì ông mà kêu ầm ĩ lên chị ông như là máu, em cảm giác ông như ông tán chị ấy. Ông có cái con bồ đi theo đẹp bức chứ cha em thấy à? Đâu có thằng bé nào đâu. Cái ông mà đập đập cái chân đó hả chị? Cái ông mà đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ông có ừ, con bồ đẹp bức chứ. Nhưng mà bồ ở dưới thôi, còn ông ở trên. Ờ à, nhưng mà ông có con bồ đẹp gái lắm. Nhưng mà mù méo ông ghê luôn á. Nhưng mà con nó trẻ hơn chị Loan nhiều luôn. Ông thấp tẹt đó mà có bồ đẹp đó không hả? Ờ à, con nó trẻ ừ, mà đẹp hơn. Chắc hơn nữa mà. Hước mà. Nhưng mà con bé nó đẹp gái, trẻ. Nhìn sang chảnh lắm. Mà tội chi phải đi bồ chi hề. Nhiều khi là em gái rồi, em gái vừa rồi. Thì nghe bồ thì cũng bồ thôi là... chứ ông này nhìn vô là biết có gia đình rồi. Kẹp con đi thôi. Vì vậy nhỉ. Cuộc đời mà phải rứa cho em. Cuộc sống phải nếm thử nhiều vị chứ. Ai biết sao nay ông Bi với ông Huệ này cũng nếm thử nhiều. Chị Linh ơi, canh chị cái đèn giùm em. Chị nói vừa mà thì bị tối hết rồi. Tay luôn chị. Không phải, chị Dương thấy tối mà thì kia. Tay cho chị nói đó. Em chạm thử cái màn hình xem. Không, mà mình phải có những cái suy nghĩ đó. Để mà khi mà đỡ sốc. Bình thường. Đó là đối với mình là gọi là bình thường. Để cho mình đừng ngỡ ngàng. Hệ 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 sao coi video đừng. Tối về coi video hả? Đừng có thù chị Loan nghe. Ông coi Loan này không được rồi. Loan nói bại bạ quá. Ừ. Đúng là nghiệp thiệt. Thụy này, Thụy này. Nói chung là tuần sau em sẽ gửi về quê để bố mẹ nuôi. Thì một cái đội đi về rồi em mới đưa bồ lại. Ghê 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 bấy. Lo đấy. Đứa mà kêu là cái hạng đồ. Cho không đồ với lại em. Chủ dễ sợ một người. Nó hạng nó một từ thôi mà chừng nó mẹ. Đừng kêu chồng. Đừng kêu chồng. Đừng kêu là anh trai nuôi thôi. Đừng kêu chồng em nơi. Không thích. Đúng rồi. Không. Thật ra là biết rằng không. Em sẽ ở đây. Ông lấy mấy cái bàn đi là ông hư. Chứ không phải ở với em hư à? Không, em ngoan lắm. Chơi. Ừ, với bò mà đồ. Mà cái đứa nào nói vậy là ngược lại ấy, chứ thầy. Nè, tụi mình mà ho này, tụi mình bình thường đó. Nó tầm ngầm mà biết chết đôi luôn á. Ừ. Nhìn ý đến giờ đây. Hại bao nhiêu thằng rồi. Đừng có nữa hả, đúng tay. À, dễ gì luôn. Lập trường cũng chắc. Em chỉ cười khi chị Loan lấy con một chục lần ông lên thôi. Em cười thiệt. Mày đừng cái nói như rứa là tao làm. Không, mình rứa còn một năm mà lăn lóc biết luôn. Cười mà đang đấy chị Loan á, tinh thần chị Loan á, chị vững lên chị bóc con nào ra con đấy. Bắt đầu này rung rồi, bắt đầu rung rồi. Mười Hà. Người sáng lập ra mà răng mà lại rung em. Bóc mà sao rung được chị Hà? Phải là người học lại ai đâu đúng không? Tinh thần bị lung lay rồi. Anh Bi đến cạnh nó không rung. Không, ta đâm nhận máy phát luôn. Đâm thiệt đi chị. Làm gì đấy, không nói là phải làm gì. Ê, cái video này chắc nhiều người xe lắm nè. Nghe mình tâm chỉ hôm nay vui nè. Đúng rồi, em nghĩ là video này không tắt âm. Đúng, bớt giỡn hà. Không tắt âm là thôi. Nổi như cồn luôn. Ê, vào ngay cái spa này họ tám chuyện đi các mày ơi. Không, cái đó là không phải là nổi tiếng mà gọi là bị họ... Đồ, tôi chỉ nói là bữa trước mình đăng cái video chứ mà chị quay tắt tiếng. Trời, ông vô cũng chửi hề. Ui, sao trời ơi, ông chửi hề. Là gót lông với chị Loan. Không. Nặng cục muộn đại bác á. Mà chửi như nào chị Hiền nó chửi. Chửi cái xà ba vô duyên rồi. Nó chửi ghê lắm, chửi kinh khủng lắm. Kêu mấy bà cười. Mấy bà cười hô 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 hô. Rồi cái chi trong nói chung à kêu mấy bà này là nói chung là nó ghê lắm. Chị không nói là spa của tôi đặc biệt là cái điểm đó đó, mọi nơi là yên tĩnh đồ. Giống mày là đi ăn mà ăn bún chửi đó kìa. Hả? Thấy không lúng đây. Cười ghê quá.
Thôi được rồi hà, cho quay đi cái hiệp mộc đi. Quay sương sương thôi. Có sợ tên lít này được, có quay đi chụp ảnh đâu qua luôn. Đúng quy trình. Cái này cô này cho qua làm mẫu đi là được rồi đó. Mọi người ơi, chỉ cái ánh sáng phía bên phía chị Loan cho. Em qua làm mẫu đi, khỏi lấy tiền. Cô chú đèn à? Sáng. Cái ông cô hồi nãy là hình như ông cô nó có gọi điện cho chị đó. Quán mình lúc 2 giờ mới có khách đúng không? Ừ, 2 giờ đúng, chính xác 2 giờ. Thôi chị sớm hơn nha. 1:30 có một người. Có một bạn nữ. Nam đó. Nữ đó. Nữ thành nam đó. Ừ, nữ thành nam đó. Em mới đi đua xe về hả? Em vì hồi nãy thì nó quay ra bạn nó là bạn nữ ha, nữ thành nam, ừ thì nữ thành nam đó thì đúng rồi, bạn mô đẹp không, biết là nữ thành nam nhưng mà ít này ta tưởng của nó thằng cu nãy thì gì vậy biết nha bé Huy. Mấy mẹ đi ta nói thì cái bỏ hai vịt vô nữa y cái chợ luôn. Lâu lâu thấy to quá mà phải xịt ra. Do giống do gì biết chuyện đó không ba phòng bên kia. Thiệt ta nó không có cái spa mà như ở đây hết trơn. Spa nhưng mà hơn cái chợ, spa họ là à một cái tiếng động cũng không có. Đó, nghe chưa? Im. Tụi bay si đái rồi. Họ đang họ nằm đây là đau đái nguồn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em đứng quanh chị Loan nè. Ê, à đúng rồi chị Loan, chị nè, đúng rồi, lấy cho chị cái áo blue xong rồi cái là 10 đứa cho lên xếp hàng hai chụp hình hoặc là quay clip. Chị nè em bên đây nó ngưỡng mộ ghê, nó cười kìa, cười mẫn nguyện. Cười vì đang nhìn đây. Cười mẫn nguyện chắc cười kìa. Không, nó cười em đầu cái mặt này. Không, nó cười mẫn nguyện đó mà. Cười là chị biết là yêu. Chị nó cười buồn. Nó cười mẫn nguyện. Câu này hả? Câu này quen quá rồi. Ông đi quay cả mớ đi. Từ khi quay cả clip là mình không muốn nhìn cái chỗ. À, giống mày là thằng đi, giống mày là nuôi mụn. Quay. Hình như em nuôi để cho chị quay cả clip phải không? Chị biết mà. Em có lòng tốt chị sợ luôn. Nên chị sẽ tặng cho em một lọ. Cho chị. Xin chị là nào thuốc chị chuyển qua mở mạo cho con. Cho chị cái bông đi nè. Ở đây là dọc bà Linh là bà to nhất ạ, buổi trưa mà bà nói kết mà trên đi ngủ cũng được luôn á, qua một cánh cửa rồi chị. Nói là mô. Hồi trưa đừng... chưa đâu có nói miệng của Linh là thánh thót nhất, đúng. Miệng của em như chim hót. Hỏi ly kìa, hỏi ly kìa. Thôi đừng chim hót. Đã chị, chỗ nào cũng mọc hết chị. Đít mông chị cũng nặng, cũng mọc hết. Tối nay em cho Hà nặng mông. Trời ơi. Chị nghe Ly kể chuyện chưa? Chuyện cái gì sao nghe Ly nói cái chuyện gì? Cái nhà đến nhiều chuyện lắm, nhiều mấy người. Cái chuyện kinh dị hay cái gì ta? Tin dần dần hay cái gì nhỉ? Cái từ gì vậy? Nhớ lâu xấu xé này nè. Cái tin gì đó, mà nó là cái tin gì giật gân hay là hung tin? Hung tin. Nó nào, nghe bà nói với chồng bà hung tin. Là
từ sáng nhất là mình nhớ nhắc cũng nhớ. Từ sáng thì nói câu như là quen câu nữa, chị hỏi từ sáng lâu quá là không nhớ nữa. Mọi người muốn ăn gì? Hà Bao. Bánh canh ngon, có đâu có bánh canh ngon lắm nè. Em đang nghĩ trong đầu là chị Loan có cái vụ chị gì đây. Chị biết rồi, chị Loan đã tìm được cái bánh chị hại, chị hại Hà thôi, hại Hà xí thôi. Hà Bao đó. Tụi em muốn ăn gì? Ăn gì Hà Bao? Nhanh lấy. Ngu đúng không anh? Mấy cái món nó ngày màu chả ăn Huệ. Ăn Huệ. Ăn Huệ. Ăn Huệ. Dễ thương ta. Hãy đến Huệ vô phòng với lại bánh kêu gì. Ngồi ngồi ăn lên chị ơi. Thôi em không ăn Huệ đâu. Không không. Cứ vô đi thay phiên nhau ăn không.
Thank you.
Thank you.
Thank you.